Như thế cho các vị thánh và phàm phu cũng vậy, như thế cho kẻ cao sang và người hèn hạ cũng vậy, trên từ chư Phật, dưới đến bằng danh, bình đẳng không có phân biệt, chẳng xem phước điển có hơn kém khác nhau. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát đã thấu rõ tất cả pháp và các hữu tình, tự tướng đều không, không khác nhau, nên không có tưởng khác mà hành bố thí. Đại Bồ Tát này do không có tưởng khác mà hành bố thí, nên được quả không khác, không sai biệt. Nghĩa là được viên mãn trí nhất thiết trí và vô lượng vô biên các Phật pháp khác. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát thấy kẻ đi xin đến mà nghĩ rằng kẻ đi xin đến đây nếu là Như Lai ứng chánh đẳng giác vì là bậc phước điền nên ta thí cho, nếu chẳng phải là Như Lai ứng chánh đẳng giác mà là bằng danh chẳng phải bậc phước điền thì chẳng nên thí cho. Nếu Đại Bồ Tát nghĩ như thế thì trái với Pháp Bồ Tát. Vì sao vậy? Vì các Đại Bồ Tát phải tịnh tâm mình thì phước điền mới tịnh. Cho nên, thấy các kẻ đi xin chẳng nên nghĩ rằng hữu tình như thế này đến cầu xin ta nên thí cho, hữu tình như thế kia đến cầu xin ta chẳng nên thí cho. Nếu khởi nghĩ như vậy thì trái với gốc đã phát tâm Đại Bồ Đề, nghĩa là các Bồ Tát vốn đã phát tâm vô thượng chánh đẳng giác, ta vì hữu tình mà làm chỗ nương dựa, cồn bãi, nhà cửa, cứu hộ. Thấy kẻ đi xin đến nên nghĩ như vậy. Nay hữu tình này nghèo cùng côi cút, ta phải dùng sự bố thí mà thu nhiếp làm lợi ích họ. Người kia do duyên đây cũng có thể làm việc bố thí, ít muốn vui đủ, từ bỏ việc giết sanh mạng, nói rộng cho đến từ bỏ lời nói tạp uế, cũng điều phục được tham sân tà kiến. Do nhân duyên đây nên sau khi mạng chung, sanh vào đại tộc sát đế lợi, cho đến sanh vào đại tộc cư sĩ, hoặc sanh vào một chỗ nào đó giàu sang của báu dồi dào, tu các nghiệp lành. Hoặc do nhân duyên thu nhiếp, làm lợi ích của sự bố thí đây, nên lần lần nương vào tam thừa mà được giải thoát. Lại nữa, thiện hiện, nếu các oán địch của các đại Bồ Tát hoặc các hữu tình đi đến chỗ của Bồ Tát để làm tổn hại, hoặc vì thiếu thốn nên đến cầu xin, thì đại Bồ Tát này chẳng nên phát khởi dị tâm phân biệt, đây nên thí cho, kia chẳng nên thí cho, mà chỉ nên phát khởi tâm bình đẳng tùy theo sự mong cầu của họ, như xin các chi phần của thân hoặc các của cải, nước thành, vợ con thì đều nên ban cho. Vì sao vậy? Vì đại Bồ Tát này, vì lợi lạc rộng lớn cho các hữu tình nên cầu vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nếu mà phát khởi dị tâm phân biệt, đây nên thí cho, kia chẳng nên thí cho, thì sẽ bị chư Phật, độc giác, thanh văn, Bồ Tát, trời, người, A Tố Lạc, các chúng hiền thánh đều đồng của trách. Ai mời thỉnh ngươi phát tâm Bồ Đề, thể làm lợi ích khắp cho các loài hữu tình, làm nơi nương tựa cho những kẻ không nơi nương tựa, làm nhà cửa cho kẻ không nhà cửa, làm người cứu hộ cho kẻ không người cứu hộ, làm bến bờ cho kẻ không có bến bờ, kẻ chẳng an vui khiến cho được an vui, mà nay chọn lựa nên thí hay không thí. Lại nữa, thiện hiện, nếu có người chẳng phải người đến chỗ của Đại Bồ Tát đòi xin tay chân và các bộ phận thân, thì Đại Bồ Tát này chẳng nên phát khởi hai tâm phân biệt là thí hay chẳng thí, mà chỉ nghĩ rằng người kia cầu xin điều gì đều phải thí cho. Vì sao vậy? Vì Đại Bồ Tát này thường nghĩ rằng ta vì làm lợi ích cho các hữu tình nên thọ thân này, các kẻ đến xin đều phải thí cho. Thấy kẻ đi xin, Đại Bồ Tát liền nghĩ, nay thân đây của ta vốn vì người kia mà thọ, người kia chẳng đến lấy ta còn phải đem đến cho, huống nữa là họ đến cầu xin mà chẳng cho ư. Nghĩ vậy rồi, Đại Bồ Tát vô cùng vui mừng phấn khởi, tự cắt các bộ phận mà trao cho họ, lại tự mừng rằng nay ta được lợi lớn, đó là xả thân tạp uế, được thân thuần tịnh. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, cầu đại Bồ Đề nên học như thế. Lại nữa, thiện hiện, nếu đại Bồ Tát thấy các kẻ ăn xin, thì nên suy nghĩ, nay ở trong đây, ai thí, ai nhận, thí vật gì, bởi đâu, vì sao bố thí, tự tánh các pháp đều bất khả đắc. Vì sao vậy? Vì các pháp như thế đều rốt ráo không, chẳng phải trong pháp không mà có cho, có lấy, có thí, có nhận. Thiện hiện nên biết, khi các
các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên học các pháp đều không như thế, nghĩa là bởi nội không nên không cho đến, hoặc bởi vô tính tự tính không nên không. Đại Bồ Tát này an trụ không đây mà hành bố thí thường không gián đoạn viên mãn bố thí Ba La Mật Đa. Do bố thí Ba La Mật Đa đây được viên mãn nên khi bị người cắt xẻo cướp đoạt tất cả vật nội ngoại, tâm không phân biệt giận hờn, chỉ nghĩ rằng hữu tình và tất cả pháp đều không, ai cắt xẻo ta, ai cướp đoạt ta, ai thọ nhận, ai ở trong đây hành pháp quán không này. Lại nữa, thiện hiện bằng Phật nhãn, ta quán hằng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương, thấy có đại Bồ Tát, vì muốn nhiêu ích các loài hữu tình nên nguyện vào đại địa ngục, thấy các hữu tình chịu nhiều thứ khổ. Thấy vậy, đại Bồ Tát ấy phát khởi ba thứ chỉ đạo, thị đạo. Những gì là ba? Một là thần biến, hai là ký thuyết, ba là giáo giới. Đại Bồ Tát này trước tiên dùng oai lực thần biến thị đạo, diệt trừ các thứ khổ nơi địa ngục, nước sôi, lửa dữ, dao gươm. Kế đến dùng oai lực ký thuyết thị đạo, ghi nhận điều mà tâm hữu tình kia nghĩ để nói pháp. Sau cùng dùng oai lực giáo giới thị đạo, phát khởi đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả vì họ mà nói pháp, khiến cho các loài hữu tình ở địa ngục kia đối với Bồ Tát sanh lòng tịnh tín. Nhờ nhân duyên đây, từ địa ngục ra được sanh trên trời hoặc sanh trong loài người, lần lần nương vào tam thừa mà được giải thoát. Lại nữa, thiện hiện bằng Phật nhãn, ta quán hằng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương, thấy có đại Bồ Tát gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn. Khi đại Bồ Tát này gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, thân tâm vui mừng ưa muốn cung kính, chẳng phải chẳng vui mừng ưa muốn cung kính. Đại Bồ Tát này ở chỗ Phật Thế Tôn thuyết chánh pháp, cung kính lắng nghe, thọ trì đọc tụng cho đến vô thượng chánh đẳng Bồ Đề trọn chẳng quên mất. Tùy theo pháp đã nghe, đại Bồ Tát này có khả năng vì hữu tình mà giải nói không trái, khiến cho họ được lợi ích an vui thù thắng, cho đến khi được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thường không nhàm chán. Lại nữa, thiện hiện bằng Phật nhãn, ta quán hằng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương, thấy có đại Bồ Tát vì muốn lợi ích các loài hữu tình trong cõi vàng xanh nên tự xả thân mạng. Thấy các bàng sanh bị lừa đói bước ngặt, muốn tàn hại lẫn nhau, đại Bồ Tát này khởi lòng thương xót, tự cắt thân phần, chặt các lóng đốt, giải ném mười phương hoặc cho chúng nó ăn nuốt. Các loại bàng sanh ăn thịt được thân Bồ Tát đều hết lòng mến kính, xấu hổ đối với Bồ Tát. Nhờ nhân duyên đây